Anh em mà đang dùng máy Android có bị tình trạng lỗi không bắt được wifi như này không? Ví dụ không bắt được wifi. Thì với phương án này BM sẽ xử lý bằng hai phương án. Một là sử dụng phần mềm. Phần mềm thì anh em có thể liên hệ em ở phần mô tả, em sẽ gửi link cho anh em và anh em làm theo các bước của em. Thứ hai, nó không được thì bên em sẽ phải gửi về cho em để em sửa chữa. Khi anh em nhận được cái thông báo hộp thư đến này thì anh em sẽ mở ra, tiếp tục mở nó ra. Đấy, anh em chuột phải vào chỗ này, chuột phải vào, tải xuống. Anh em đợi nó giải nén tải xuống khoảng tầm 3-5 phút. Cái file mà sau khi anh em tải về được, anh em cần giải nén nó ra, chuột phải. Đấy, sau khi đã được file thì anh em cần format sạch cái USB đi. Tiếp theo là anh em vào cái mục mà file vừa giải nén ra được. Vào bên trong, copy tất cả. Khi đây là USB nhận phần mềm của anh em này, anh em copy vào đây này. Đấy thì cái phần mềm nó chỉ nhận cái USB 4 chân, thì ông xe của anh em ra tương tự sẽ là hai dây USB, thì anh em sẽ cắm đảo để làm sao mà cắm vào nó nhận, nó chuyển phông trên màn hình. Đây là nó đã nhận USB. Đấy, khi nó chuyển sang phông xanh như này là sẽ nhận phần mềm là sẽ được. Thì anh em vui lòng đợi để nó tự chạy từ 1 đến 2 phút. Trong quá trình này là anh em vui lòng là không thao tác bất kỳ một cái gì. Khi được dòng xanh thì anh em rút, bắt đầu rút USB. Rút USB ra. Khi màn hình nó lên thì anh em vào mục Bluetooth test lại xem Bluetooth đã hoạt động chưa. Nếu mà chưa hoạt động thì anh em vui lòng em liên hệ em dưới phần thông tin. Em có sửa màn hình Android bảo hành 3 tháng.